Viết bài văn tả một con vật em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt. Bài viết để nói về một loài vật nuôi có mặt ở đa số các gia đình Việt Nam thì chắc hẳn phải là con chó. Bởi chó là một loài rất thông minh, lại có ích, giúp canh giữ nhà cửa cho con người. Nhà em cũng nuôi một con chó, em đặt tên cho nó là Ki. Con Ki là giống chó lai, khác với mẹ nó là chó cỏ, chó ta. Chắc hẳn vì bố của nó là chó lai nên giờ nó mới to bệ vệ như thế. Màu lông của con Ki cũng rất đặc biệt, phần lông ở đầu đều là màu vàng cỏ úa, nhưng xuống đến lưng lại có những đám lông màu nâu, rồi màu nâu đậm và đến phần đuôi là lông màu đen. Sự pha trộn màu sắc trên bộ lông của nó thật bắt mắt và thú vị. Con chó Ki nhà em cao to, chiếc mõm to dài, đôi tai vểnh lên to như chiếc tai của thỏ, đôi mắt đen to tròn, lộ rõ vẻ tinh anh. Chân của nó to hơn hẳn so với những con chó hàng xóm, to hơn cả cánh tay của em. Chiếc đuôi ít lông, thon dài quẫy vòng tròn mỗi khi thấy em đi học về. Con Ki tuy có thân hình to lớn nhưng lại khá nhút nhát. Hễ có người lạ vào nhà là nó sủa lên rất to, nhưng lại không dám chạy ra ngoài mà chỉ đứng gọn ở góc sân, vừa sủa vừa lùi dần vào bên trong, ra vẻ hung dữ nhưng vẫn rất sợ sệt. Cả ngày nó chỉ nằm im trong chuồng, chỉ khi nào muốn uống nước, đòi ăn hay muốn đi vệ sinh, nó sẽ kêu âm ỉ, ư ử, ư ử. Khi được thả ra là nó nhảy chồm lên người, tỏ vẻ rất vui sướng. Em rất yêu quý con chó của nhà em. Đêm nào con Ki cũng thức suốt đêm để canh giấc ngủ cho cả nhà, đến sáng mới dám đi ngủ. Nó cũng rất biết chơi đùa và nghe lời của chủ. Trên góc mái nhà ngang của nhà em lại có một căn nhà hình vuông nhỏ, xinh xắn. Đó chính là tổ của một cặp chim bồ câu mà gia đình em đã nuôi bấy lâu nay. Em còn nhớ ngày đầu tiên bố mang hai con chim bồ câu về nhà. Chúng là hai con chim nhỏ trắng muốt như bông. Bố em đã cất công làm tổ cho chúng rất đẹp và chắc chắn. Hai con chim ngay lần đầu đã cảm thấy rất ưng ý với chiếc tổ này. Bây giờ hai con chim đã lớn nhưng màu sắc lông vẫn không có gì thay đổi. Kích thước cơ thể của chúng cũng không lớn hơn hồi mới về đây là mấy. Mỗi con bồ câu chỉ to bằng bàn tay người lớn. Dù đã trưởng thành nhưng bồ câu cũng chỉ nặng từ 800g đến 1kg. Nhìn chú bồ câu màu trắng, em lại liên tưởng tới hình ảnh chú bồ câu biểu tượng cho hòa bình mà em đã được học. Chim bồ câu là loài chim to nhất mà em từng thấy, so với các con chim như chim sâu, chim trà mào và chim sẻ. Chim bồ câu có phần thân là to nhất, phần đầu nhỏ, đôi chân bé nhất và đuôi khá lớn. Ở phần đầu đẹp nhất là đôi mắt. Người ta vẫn thường ví đôi mắt đẹp như mắt chim bồ câu chính là như vậy. Đôi mắt màu nâu, to tròn, lấp lánh, với chiếc mỏ nhỏ nhắn, xinh xinh như mỏ gà. Bộ lông của bồ câu rất mượt, lại có khả năng chống ngấm nước tốt. Chiếc lông cánh cứng cáp, giúp chúng bay được cao và xa. Phần đuôi không quá dài, khi xòe đuôi nhìn giống như một chiếc quạt. Bồ câu rất chăm chỉ vệ sinh lông. Chúng ăn xong lại đứng trên mái nhà rỉa lông rỉa cánh cho nhau. Đôi chân có màu hồng đặc biệt. Tuy chân nhỏ nhưng rất cứng cáp và chắc khỏe. Em rất yêu quý những chú chim bồ câu. Chúng không chỉ mang lại trứng cho gia đình em mà còn tạo nên không gian rất yên bình, thoải mái. Mùa hè thời tiết rất nóng nực, em thường ra bờ hồ ngồi chơi để tận hưởng hơi nước mát rượi. Những lúc như thế, em lại ngồi mơ màng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng và những gốc cây ngọn cỏ xung quanh. Ô, trên bóng nước vừa lướt qua một bóng chuồn chuồn. Em chăm chú nhìn theo cho đến khi chú đậu lại trên chiếc lá sen. Chú chuồn chuồn nước này có màu vàng nghệ, sen lẫn đen, ở dọc thân mình thẳng đuột. Cái đầu của chú to đồ sộ so với cơ thể. Từ đầu đến đuôi của chú dài khoảng 3cm. Nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Dưới ánh nắng mặt trời, lớp áo màu vàng trên lưng chú phản chiếu óng ánh như rắc kim tuyến. Bốn cánh của chú phân đều ở hai bên, cánh sau lớn hơn cánh trước để giữ thăng bằng và điều chỉnh hướng bay. Đôi cánh ấy trong suốt và mỏng manh như ni lon vậy. Một cơn gió lao xao thổi qua làm chú rung rinh như sắp bay đi mất. Nhưng không, chú vẫn đậu vững trên phiến lá, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Cái đầu chú hơi gục xuống, làm em tưởng tượng đôi mắt to quá khổ, làm chú không ngẩng đầu lên được. Chà, đôi mắt đó mới đặc biệt làm sao. Nó trong veo như thủy tinh và to quá nửa cái đầu chú, không bao giờ nhắm mắt lại. Em từng nhìn tranh mô phỏng qua kính lúp một chú chuồn chuồn. Gần miệng chúng còn có những sợi lông nhỏ xíu để cảm ứng xung quanh. Cổ chuồn chuồn ngắn tũn, nối phần đầu hình khối với phần thân dài. Hai đôi chân mảnh khảnh như thể gió thổi một chút sẽ ngã. Thế nhưng đừng coi thường những chiếc chân bé nhỏ đó, vì ở mỗi chân lại đều có thiết kế đặc biệt, như những chiếc giày đinh của cầu thủ trên sân cỏ. Bầu trời nổi lên những đám mây đen, báo hiệu một cơn mưa lớn. Thảo nào chú chuồn chuồn này lại bay là như vậy. Em lưu luyến đứng dậy đi về. Trước khi đi không quên nhìn lại chú chuồn chuồn dễ thương lần nữa. Đề bài 2, viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện thú vị mà em đã đọc hoặc đã nghe. Bài viết: đọc câu chuyện cổ tích Cây Khế, em thường tự tưởng tượng ra thêm đoạn kết cho câu chuyện, rằng người anh tham lam và xấu xa sau khi bị rơi xuống biển thì được sóng biển đưa vào bờ. Sau sự cố ấy, anh ta nhận ra được sai lầm của mình và vô cùng ân hận, quyết chuộc lại lỗi lầm. Từ hôm đó, người anh bắt đầu chăm chỉ làm lụng, ai thuê gì anh cũng làm để kiếm đồng tiền chân chính bằng sức lao động của bản thân. Đặc biệt, anh cũng thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm, không còn tham lam hay xấu xa như trước. Ở ngôi làng mới, ai cũng quý mến con người anh bởi anh thật thà và tốt bụng. Cuối cùng, trong một lần có khách ở nơi xa ghé chơi, anh đã được gặp lại em trai của mình. Thấy anh mình đã thay đổi, người em rất tự hào và mong muốn đón anh về cùng chung sống. Từ đó, hai anh em lại về sống chung một nhà và đoàn kết yêu thương nhau. Câu chuyện Cô bé Lọ Lem là câu chuyện cổ tích đầu tiên mà em được đọc. Vừa đọc truyện, em vừa thỏa sức tưởng tượng về các nhân vật, các lâu đài ở trong truyện. Em thích nhất là cảnh nàng Lọ Lem khiêu vũ cùng với hoàng tử trong bữa tiệc. Đó là một sàn nhảy rộng rãi ở chính giữa lâu đài, với ánh sáng lấp lánh đến từ các ngọn nến lung linh treo trên trần nhà và dọc theo cầu thang. Tất cả các thành viên tham gia đêm tiệc sẽ dồn về xung quanh để lộ phần sân trung tâm rộng rãi. Ở đó, nàng công chúa Lọ Lem xinh đẹp đang thực hiện các bước khiêu vũ thật uyển chuyển. Nàng có mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, đầu đội chiếc vương miện lấp lánh. Chiếc váy mà nàng mặc có màu xanh dương, bồng bềnh nhờ nhiều lớp voan. Mỗi khi nàng xoay tròn cứ như một nàng tiên hoa đang khiêu vũ. Chàng hoàng tử sẽ bước ra từ góc sân khấu, từ tốn mời nàng công chúa xinh đẹp nhảy cùng mình. Xung quanh họ có rất nhiều khách mời, nhưng dường như họ chỉ nhìn thấy nhau mà thôi. Hình ảnh lãng mạn ấy do chính em tưởng tượng ra, và lúc nào cũng thích thú khi nghĩ về nó. Sau khi đọc xong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, em bắt đầu tưởng tượng ra đoạn kết mới cho câu chuyện. Thủy tinh nhiều lần dâng lũ khiến muôn loài không có nơi sinh sống. Biết bao gia đình phải chịu cảnh ly tán, thiệt hại về nhà cửa, tính mạng, hoa màu. Một năm vất vả, làm chẳng có mấy mà tất cả tài sản đều cuốn trôi theo cơn lũ, khiến tiếng oán than của muôn dân lên đến tận trời xanh. Ông trời nghe thấy bèn phái thiên binh thiên tướng xuất quân để trừng phạt thủy tinh. Sau khi nhận được hình phạt thích đáng, thủy tinh đã nhận ra lỗi lầm bản thân, hóa phép cho lũ rút và trả lại cuộc sống bình yên cho muôn loài. Không những vậy, thủy tinh quyết định dùng sức mạnh của mình để làm điều tốt cho cộng đồng. Chàng biến nước lũ thành nguồn nước tươi mát, tưới tiêu cho đồng ruộng, cây cối, đem đến hoa thơm, trái ngọt, mùa màng bội thu. Thủy tinh và Sơn Tinh cùng bắt tay giảng hòa để duy trì sự cân bằng tự nhiên, làm mưa thuận gió hòa, giúp cuộc sống người dân ngày càng thịnh vượng. Qua đó con người cũng có được bài học về tình yêu và sự hòa hợp với thiên nhiên.